oan cho xe điện khi bị cấm sạc pin dưới hầm trung cư. Các chuyên gia cho rằng, việc siết chặt các quy định an toàn về sạc pin cho xe máy, xe đạp điện tại hầm trung cư là cần thiết, nhưng thay vì cấm vô tội vạ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì cần tìm những giải pháp căn cơ và khoa học hơn. Vài ngày gần đây, nhiều khu nhà trọ, trung cư mini và cả trung cư cao cấp đã đưa ra quy định hạn chế sạc pin xe máy, xe đạp điện ở dưới hầm và khu vực để xe tập trung. Có địa phương còn ra văn bản cấm sạc pin xe điện dưới tầng hầm trung cư, nhưng sau đó đã có văn bản thay đổi. Những phản ứng có phần gây gắt nhằm vào xe điện kể trên xuất phát từ thông tin chưa rõ ràng về nguyên nhân vụ cháy trung cư mini xảy ra tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân có phải bắt nguồn từ việc sạc pin xe điện hay không tuy nhiên những động thái mạnh mẽ ở nhiều nơi nhằm hạn chế sạc pin xe điện đang khiến cho thói quen sinh hoạt của nhiều người sử dụng các loại xe này bị đảo lộn còn những người sống chung thì hoang mang xa lánh ghi nhận của phóng viên việt nam net tại một số trung cư mini nhà cao tầng cho thuê tại hà nội cho thấy đa số chủ nhà hoặc ban quản lý trong những ngày này đều có những biện pháp nâng cao phòng chống cháy nổ trong đó hạn chế cho cư dân cắm sạc pin xe điện ở khu vực để xe anh đinh trung kiên chủ một doanh nghiệp cho thuê căn hộ mini tại địa bàn quận cầu giấy và thanh xuân cho hay các tòa nhà mà anh đang quản lý từ lâu đã không cho sạc xe điện ở tầng để xe với nhiều lý do thứ nhất rất khó tính toán tiền điện sạc và thứ hai quan trọng hơn là liên quan đến an toàn cháy nổ Thực tế, các trường hợp cháy xe do sạc điện đã được phát hiện, rồi xe này cháy lan sang xe khác rất nguy hiểm. Thế nên khi khách đến thuê nhà, tôi đều kiên quyết từ chối nhận những xe máy, xe đạp điện. Dưới tầng để xe cũng chỉ bố trí 1 đến 2 ổ cắm điện để dùng khi cần chứ không bố trí chỗ sạc điện cho xe, anh Kiên chia sẻ. Chị Minh Hằng sống tại tầng 5 ở một tòa chung cư mini tại quận Thanh Xuân cho biết, bản thân rất ủng hộ việc chủ nhà không nhận những xe máy, xe đạp điện và sạc ở dưới tầng 1. Khi đến thuê nhà, thấy tòa nhà này có chỗ để xe rộng rãi và không cho để xe điện là tôi chốt luôn. Anh chị chủ cũng thường xuyên nhắn tin nhắc nhở trong nhóm về an toàn khi sử dụng điện, hướng dẫn cách thoát hiểm và sử dụng bình cứu hỏa khi cần thiết nên tôi khá yên tâm. Chị Hằng chia sẻ. Thậm chí cả chung cư cao cấp cũng đang có những biện pháp hạn chế cho loại xe này cắm sạc ở dưới tầng hầm. Ông Bùi Đức Thông, trưởng ban quản trị một chung cư ở quận Nam Từ Liêm chia sẻ với Vietnamnet, ban quản trị không cấm cư dân sạc pin xe máy xe đạp điện ở dưới tầng hầm để xe bởi điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại. Tuy nhiên, chúng tôi đang vận động cư dân sử dụng các loại xe máy điện có thể tháo rời pin thì mang lên nhà để sạc, còn những xe buộc phải sạc tại hầm thì được gom vào một khu vực ngay gần chốt bảo vệ, đồng thời kiên quyết không cho cắm sạc xe qua đêm. Trên nhiều hội nhóm về xe cộ, nhiều người sử dụng xe điện cũng đã chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười của mình xung quanh việc làm gắt của một số trung cư. Trong đó trường hợp của anh Nguyễn Khánh, cư dân của một trung cư cao cấp trên địa bàn quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, anh Khánh cho biết, cách đây hai hôm, ban quản lý tòa nhà nơi anh sinh sống bất ngờ thông báo cư dân không được sạc xe máy điện ở tầng hầm. Cực chẳng đã, anh đã phải đưa hẳn xe lên thang máy và dựng ngay trước cửa nhà để sạc pin hàng ngày. Ban quản lý không cho sạc pin dưới tầng hầm vì sợ cháy nổ. Họ nói chung cư không có thiết kế để sạc pin xe máy dưới hầm. Đúng là bất tiện thật, nhưng họ không bố trí nguồn điện nữa nên đành chịu, anh Khánh nói. Tương tự, chị Hoàng Bảo Trâm ở quận Đống Đa, Hà Nội đã phải thay đổi thói quen sạc pin chiếc xe máy điện của mình vì ban quản lý chung cư nơi chị sinh sống đã không cho sạc pin xe từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Chị phải mang thêm dây điện để tranh thủ đến công ty lấy sạc điện nhờ từ phòng bảo vệ. Công ty tôi ở mặt đường Kim Mã rất đông người qua lại, xe lại để ở vỉa hè nên kéo dây điện sạc pin khá bất tiện, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiến sĩ Hoàng Quốc Việt, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cho rằng xe điện bị cháy khi sạc là nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng nó đến từ rất nhiều nguyên nhân như do chất lượng ác quy, pin, nguồn điện cấp, hở điện từ dây dẫn, đặc biệt là việc sử dụng các bộ sạc pin sạc không theo quy chuẩn hoặc khuyến cáo của nhà sản xuất ông việt đánh giá nhiều khu trung cư thậm chí địa phương cấm sạc pin xe điện tại các tầng hầm là có phần nóng vội thiếu cơ sở khoa học mà lại không đưa ra được giải pháp cho người đang sử dụng xe máy xe đạp điện khiến nhiều người sử dụng loại phương tiện này bối rối việc thay đổi bất cứ chính sách hay quy định gì đều cần căn cứ vào nghiên cứu thực tế luận cứ khoa học cũng như quy định của pháp luật chứ không thể áp dụng theo kiểu không quản được thì cấm tiến sĩ hoàng quốc việt chia sẻ liên quan đến quy định của pháp luật Luật sư Lê Văn Kiên, trưởng phòng luật sư Ánh sáng công lý, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, hiện nay không có bất cứ văn bản hay cơ sở pháp lý nào quy định cấm hay không cấm sạc pin xe đạp xe máy điện tại tầng hầm tại các tòa chung cư. Theo ông Kiên, việc một chung cư quyết định cấm cho sạc pin xe điện hoặc hạn chế chỉ được sạc điện theo giờ theo khu vực hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ban quản trị hoặc ban quản lý của khu chung cư đó theo luật nhà ở. Còn đối với những tòa nhà trọ cho thuê, chủ nhà hoặc đơn vị quản lý được quyền quyết định việc này theo thỏa thuận dân sự với khách thuê. Cá nhân tôi ủng hộ việc các chung cư nên siết chặt quản lý sạc pin xe điện để đảm bảo an toàn, nhưng phải đi đôi với giải pháp tôi nghĩ các trung cư nên bố trí khu vực sạc riêng cho các loại xe này có người trông coi 24 trên 24 có thu phí sạc điện cũng như phí trông giữ chủ xe nào đồng ý với mức phí thì để còn không sẽ phải tìm chỗ khác như vậy là hài hòa lợi ích Chia sẻ với phóng viên Vietnamnet, giáo sư tiến sĩ Từ Sĩ Sùa, giảng viên cao cấp Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, xe điện là phương tiện được ưu tiên phát triển vào lộ trình năm 2020 của Việt Nam, 100% phương tiện sẽ là xe điện và năng lượng xanh. Đã sinh ra xe điện, bao gồm ô tô, xe máy, xe đạp điện, nhưng về nguyên tắc sạc ở chỗ nào, bố trí an toàn ra sao lại phải được tính toán, quy hoạch trước chứ không phải mất bò mới lo làm chuồng như hiện nay. Theo vị chuyên gia này, tầng hầm để xe với mật độ dày đặc là nơi có nguy cơ cháy nổ rất cao, không chỉ với xe điện mà với cả xe xăng nếu bị dò dỉ nhiên liệu. Đây nên chỉ là nơi để xe, chứ không phải là nơi sạc xe. Tuy nhiên, với tình trạng nhiều trung cư cấm tiệt việc sạc xe điện tại tầng để xe như hiện nay, giáo sư tiến sĩ Sùa cho rằng cần có giải pháp tháo gỡ căn cơ cả về ngắn hạn và dài hạn. Thứ nhất, những chung cư có không gian nên bố trí một vị trí sạc pin dành riêng cho xe máy, xe đạp điện ở bên ngoài tòa nhà. Vị trí này có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, nguồn điện ổn định, khoảng cách giữa các phương tiện đủ rộng và luôn có người túc trực. Còn nếu không đủ thời gian, buộc phải để xe ở tầng hầm thì nên bố trí một vài khu vực để sạc pin riêng thông thoáng, gần lối ra vào, gần các vật tư phòng cháy chữa cháy và có nhân viên trông coi 24 trên 24. Thứ hai về dài hạn, các địa phương như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu và quy định bắt buộc mỗi quận huyện hoặc phường xã phải bố trí quỹ đất và xây dựng điểm sạc điện công cộng cho xe máy xe đạp điện. Dự báo lượng xe điện vài năm tới sẽ rất lớn, không có chung cư nào chịu nổi hàng trăm xe cùng sạc điện một lúc. Thế nên, bố trí các trạm sạc công cộng đủ tiêu chuẩn, có người trông và có thu phí là giải pháp tốt, có thể kết hợp với công viên, sân vận động, công sở, trường học cũng rất tiện, giáo sư tiến sĩ Từ Sĩ Sùa chia sẻ về kỹ thuật phương tiện và pin sạc, tiến sĩ Hoàng Quốc Việt, người có nhiều năm nghiên cứu tại Hàn Quốc về lĩnh vực này cho biết, hiện có rất nhiều loại ắc quy pin được sử dụng cho xe điện với những đặc tính khác nhau, nhưng đều phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mới được đưa ra thị trường. Cụ thể, các loại pin ắc quy được sử dụng cho xe đạp điện trước khi đưa ra thị trường đều phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy Cvn 762019 bộ giao thông vận tải. Còn các loại sử dụng cho xe mô tô điện, xe máy điện phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy CVN 91-2019 Bộ Giao thông Vận tải. Có một điều là các loại xe máy xe đạp điện ở Việt Nam chỉ kiểm soát tiêu chuẩn trước khi bán ra, còn trong quá trình sử dụng thì không được kiểm tra chất lượng. Người dân mặc sức độ chế, thay thế phụ tùng, phụ kiện, pin sạc không rõ nguồn gốc xuất xứ, dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất lớn, tiến sĩ Việt nói do vậy theo tiến sĩ hoàng quốc việt các lực lượng chức năng như công an quản lý thị trường cần có giải pháp kiểm soát và xử lý triệt để đối với các loại mặt hàng liên quan đến sạc và pin xe điện nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ nghiêm cấm độ chế đóng pin xe máy xe đạp điện để giảm nguy cơ cháy nổ khi người dân sử dụng ngoài ra các hãng xe máy xe đạp điện ở việt nam có thể tham khảo và triển khai thí điểm mô hình chạm đổi pin như ở một số nước lân cận vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian lại không phải tự sạc pin tại nhà gây nguy cơ cháy nổ